Hơn 200.000 người sống trong điều kiện thiếu thốn, không điện, không giáo dục, một nơi được mệnh danh là Venice của châu Phi. Một phiên bản tối tăm nhất so với bản gốc đầy thơ mộng của nước Ý. Đó là Macoco, khu ổ chuột không đụng hàng với bất kỳ khu ổ chuột nào trên toàn thế giới, bởi người dân có lối sinh hoạt độc lạ so với bất kỳ thành phố ổ chuột nào khác. Không ai ngờ, nó lại nằm trong chính thành phố hưng thịnh nhất nhì châu Phi, một thành phố có tốc độ phát triển nhanh top 7 thế giới, là thủ đô thương mại công nghiệp trọng điểm, hay còn được ví như quả bom kinh tế, Lagos. Thành phố có khoảng 122 người, có khối tài sản ròng hơn 30 triệu đô. Việc bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người có thể kiếm hàng trăm ngàn đô la mỗi ngày, cuộc sống dư giả trong các biệt thự chục triệu đô la, đi xe sang với giá trị mỗi chiếc cũng từng vài tỏi đến vài chục tỏi là hết sức bình thường. Vậy tại sao lại có sự phân hóa giàu nghèo cực kỳ rõ rệt đến vậy? Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn trong video ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Nhắc đến Nigeria, chắc không ai không biết khu ổ chuột lớn nhất thế giới, Macoco. Một khu ổ chuột không đụng hàng với bất kỳ khu ổ chuột nào trên toàn cầu, bởi toàn bộ người dân trong làng đều sinh sống trên mặt nước. Nhiều người còn đùa rằng Macoco chính là một mê cung ổ chuột được xây dựng trên những chiếc cọc và đi lại bằng xuồng. Ấy vậy mà có khoảng hơn 200.000 người dân đang sống dọc theo Venice của châu Phi, nằm rất gần với Kochi, trung tâm thương mại của thành phố Lagos. Trước khi trở thành khu ổ chuột lớn nhất thế giới, Macoco chỉ là một nơi định cư trái phép được xây dựng trong diện tích vỏn vẹn 1 km vuông bởi những người ngư dân Benin. Qua nhiều thập kỷ, dân số của thành phố ổ chuột này chỉ có tăng chứ không hề giảm. Đa số là dân lao động nhập cư từ các nước Tây Phi đang cố gắng bám víu vào nơi tồi tàn này để kiếm sống ở Nigeria. Người dân ở đây sống trong điều kiện hết sức tồi tàn khi không có bất cứ dịch vụ điện, nước, trường học hay là bệnh viện. Họ sống vất vả qua ngày trong những ngôi nhà gỗ siêu vẹo được mệnh danh là lênh đênh trên mặt nước. Những khoảng trống được dựng lên, tạm gọi là nhà này, được đóng từ các loại gỗ cứng và được chống đỡ bởi sàn gỗ đóng cắm sâu vào những tấm phao. Mỗi ngôi nhà ọp ẹp thường có sức chứa từ 6 đến 10 người và đa số nhà cửa ở đây là bất động sản cho thuê lại. Kể từ khi những ngôi nhà gỗ dựng san sát nhau, dòng sông ô nhiễm và đen ngòm đã không còn là môi trường sống lý tưởng cho cá. Lúc nào nước cũng bốc ra mùi hôi thối, mùi hăng và những lớp dày đặc cặn bã màu trắng lâu ngày tụ lại trên bề mặt nước. Thế nhưng, ở mãi rồi cũng quen, người dân gần như không cảm thấy vấn đề gì với môi trường sống độc lạ này. Họ dùng xuồng để làm thông thoáng các con kênh nối liền với các ngôi nhà để có thể qua nhà nhau. Ngoài việc dùng xuồng làm phương tiện di chuyển từ nơi này đến nơi khác, xuồng còn được sử dụng để đánh bắt cá và làm tụ điểm trao đổi hàng hóa. Ngay cả những đứa trẻ con tầm 6 đến 7 tuổi đã có thể một mình đi lại trên sông nước. Phụ nữ thì thường dùng xuồng để buôn bán mọi thứ, từ bánh chiên pop pop cho đến những món hàng như là mì ăn liền, dầu ăn hoặc các món đồ gia dụng. Còn đàn ông chủ yếu nghề đánh bắt cá và chế biến gỗ. Nhiều gia đình chỉ sống với mức dưới 1 đô một ngày. Nhiều hôm không có gì bỏ bụng cũng là điều hết sức bình thường, đói một hôm thì cũng chẳng sao. Qua nhiều thập kỷ, người dân của thị trấn ổ chuột Macoco vẫn không có quyền bước chân vào cơ sở hạ tầng cơ bản. Kể cả việc có nước sạch để uống, điện để dùng và xử lý chất thải cũng là điều xa xỉ. Điều này đã khiến cho người dân luôn phải đối mặt với những rủi ro về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Cứ khoảng 15 hộ gia đình sẽ sử dụng chung một nhà vệ sinh công cộng. Toàn bộ chất thải, nước thải, rác thải và những chiếc túi ni lông đều thả trực tiếp xuống dòng sông vốn đã bị ô nhiễm nặng nề. Và rồi người dân lại tiếp tục sử dụng nguồn nước ấy để sinh hoạt hàng ngày. Cách duy nhất để có được nước sạch uống là mua từ các nhà cung cấp. Thế nhưng, đến cái ăn còn không có thì mua nước sạch là một điều hết sức khó khăn. Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Nhưng nếu có một cơ hội khác, chắc có lẽ không ai muốn sống trong cảnh đen tối này mãi. Đã vậy, tỷ lệ gia tăng dân số của Macoco phải nói là tăng đến chóng mặt. Các hộ gia đình thường rất đông con, trong khi nhà cửa thì chật chội, môi trường tồi tệ. Thế nhưng, tại một số căn nhà có tới 14 đứa trẻ cùng nhau chen chúc sinh hoạt cho một không gian nhỏ bé. Không chỉ thế, an ninh của khu vực này khá là rối ren, vì chủ yếu là do người dân tự quản. Một số nhóm thanh niên trai tráng còn đứng ra bảo vệ lãnh thổ bằng bạo lực, khiến cho Macoco trở thành một vùng đất kém an toàn đối với khách du lịch.
Thế nhưng cũng có không ít du khách tò mò và tìm đến vùng đất này. Tuy nhiên người dân ở đây không hề thân thiện, mà ngược lại họ luôn tỏ ra rất đề phòng với bất cứ ai lăm le cầm máy ảnh hay là điện thoại. Chắc hẳn đã không ít lần có người dùng hai từ thiện nguyện để kêu gọi các quỹ từ thiện, nhưng người dân ở đây thì chưa từng nhận được bất cứ đồng tiền nào. Bên cạnh đó, nếu như hình ảnh của họ bị phát tán quá nhiều trên mạng xã hội, họ sẽ đối diện với cái nhìn vốn đã tệ lại còn tệ hơn từ chính phủ Nigeria. Bởi không ai có thể vui nổi khi bị vạch áo cho người xem lưng. Một điều đáng xấu hổ của một quốc gia. Đồng thời người dân ở Makoko ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết tới khi nào chính quyền sẽ san bằng ngôi nhà của mình để xây dựng nhà ở cho giới giàu có. Đúng vậy, chính phủ Nigeria đã muốn xóa sổ khu ổ chuột Makoko. Bằng chứng là vào năm 2012, nhiều nhà nổi cùng những công trình bất hợp pháp đã bị phá hủy. Các quan chức tuyên truyền lý do liên quan đến vấn đề sức khỏe và vệ sinh môi trường, nhưng một số người dân địa phương nghi ngờ rằng động cơ của chính quyền là muốn bán đi khu vực có lợi cho phát triển bất động sản. Vào thời điểm năm 2016, chính quyền ở Lagos tuyên bố sẽ sơ tán tất cả các khu ổ chuột ven sông với tổng dân số khoảng 300.000 người. Một vài tháng sau, một trong những khu ổ chuột của cộng đồng người đánh bắt cá nghèo ở Lekki đã bị xóa bỏ, khiến cho 30.000 người mất nhà. Trước tình hình đó, người dân của Makoko cũng nơm nớp lo sợ trước viễn cảnh tương tự. Nguyên nhân khiến nhà nước cũng muốn xóa sổ khu ổ chuột này là vì hầu hết trẻ em ở đây đều không được đi học thường xuyên. Một nhân viên cứu trợ địa phương cho biết, hầu hết các bậc cha mẹ không biết chữ. Họ thường có xu hướng không coi giáo dục là ưu tiên hàng đầu cho con cái mình, ngay cả khi họ có đủ điều kiện đưa chúng đến trường. Ngoài nguyên nhân chính đến từ khó khăn kinh tế, thêm nữa đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói ở khu ổ chuột này. Giá thực phẩm đã tăng và nhiều gia đình đã buộc phải cắt giảm chi phí học tập của con cái. Thế nhưng, mọi sự bắt đầu khác kể từ năm 2018, khi anh Babatunde Onakoya sáng lập ra hội cờ vua khu ổ chuột châu Phi. Những đứa trẻ ở đây tin rằng khi học chơi cờ vua và có thể thắng được giải thưởng lớn, thì cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt hơn, thoải mái hơn. Bên cạnh đó là có thể giúp đỡ cha mẹ cơ cực, đồng thời giúp cho người dân khu ổ chuột chật hẹp này có cuộc sống tốt hơn. Từ đó, khu ổ chuột bắt đầu có ngôi trường Waniya, bao gồm 220 học sinh, một trong những ngôi trường đầu tiên ở khu ổ chuột Makoko hợp tác với hội cờ vua khu ổ chuột châu Phi để giúp trẻ em tìm kiếm một tương lai rực rỡ hơn. Có cố gắng nhưng không đáng kể. Bất chấp những nỗ lực của một số tổ chức phi chính phủ để phát triển các trung tâm học tập, ô nhiễm nước ngày càng hạn chế những nỗ lực phát triển của họ. Tình trạng ở khu ổ chuột Makoko là một ví dụ rõ ràng về hậu quả của bất bình đẳng và nghèo đói. Những người trẻ tuổi bị từ chối các quyền và cơ hội cơ bản cần thiết cho sự phát triển và triển vọng của họ. Chính phủ Nigeria đã phớt lờ người dân trong nhiều năm, khiến họ phải sống trong điều kiện tồi tàn. Giờ đây tương lai của Makoko vẫn là một dấu chấm hỏi về một tương lai mơ hồ. Nhưng dù có thế nào thì người dân Makoko cũng sẽ vẫn đấu tranh nếu vùng đất đứng trước viễn cảnh bị khai tử như những khu ổ chuột khác. Và chúng ta chỉ có thể hy vọng cộng đồng này sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết hơn mà thôi. Và đó là tất tần tật về khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Bạn biết điều gì về nơi này nữa? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng biết thêm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.